cái ship sang gì ta, ở đây có nghĩa là dễ bị cái gì đó. Thì các bạn xem câu tiếng Hàn nó nè, Apmun cha nghe sang hoàng nghi tề ký ship ta còn na cơ khả năng so nghĩ khư ta nâng có sơ na tha nê tế sa yong hành ta. Thì có nghĩa là gì đây, sử dụng khi nào? Khi cái hoàn cảnh của mệnh đề trước nó dễ xảy ra, hoặc là khả năng xảy ra rất là cao, hoặc là lớn, khả năng xảy ra rất là lớn. Thì mình dịch nghĩa tiếng Việt nó là rất là dễ, rất dễ, dễ bị gì đó. Nó bằng với ngữ pháp ki ship ta, ki ship ta, các bạn xem ki ship ta, ki ship ta đây có nghĩa là gì ạ? Ki ship ta dễ, dễ bị cái gì đó ha. Rồi bây giờ các bạn xem câu mẫu nè, cách sử dụng của nó dễ lắm, chỉ cần đọ bỏ đuôi tà ra thôi. Các bạn xem có bắt chim hay không có bắt chim thì chúng ta đều cộng với ki ship sang gì ta, rất là dễ bị gì đó. Ví dụ như là ô tà thì mình chia như thế nào đây? Ô tà dễ đến ô ký ship sang y tà. Và động từ có bắt chim như là động từ cơ bản đó là một tà thì mình chia như thế nào đây? Một ký ship sang y tà, ship sang y tà ở cái chỗ. Rồi bây giờ chúng ta xem câu mẫu nha. Câu mẫu ta 조금 있으면 엄마 올 시간이니까 빨리 청소하자. 청소를 안 했다가는 엄마한테 혼나기 십상이야. Thì đây có động từ gì đây? 혼나다. 혼나다 là gì ạ? 혼나다. Nổi giận. À, 혼나다 thì mình chia cái động từ như thế nào? 혼나기 십상이다. Đúng rồi, rất dễ. Dặn đi câu này bây giờ mình nói lại nha. Chút cơm isumian tí nữa, tí nữa, thêm một tí nữa thì oma o shigan inika là giờ mẹ sẽ đến. Oma o shigan là gì đây? Giờ thời gian sẽ đến đúng không? O shigan là định ngữ thì gì đây ạ? Thì tương lai nhá. O shigan thời gian mẹ sẽ đến. Cho nên bali trong số hạt cha mình hãy dọn dẹp nhanh nhanh lên, lên nào, dọn dẹp nhanh lên nào, bali trong số hạt cha. Rồi, trong số đấy anh hết ta cả nên ở mà anh thế hôm nào ký xếp sang gì ta y à. Trong số đấy anh hết ta cả nên, cái ngữ pháp ta cả nên là gì đây ạ? À? Gì đây? Ngữ pháp ta cả nên này á, chút nữa mình giảng lại, như là một cái hành động gì đó lặp đi lặp lại mãi thì kết quả không tốt sẽ xảy ra ha. Vậy thì trong số đấy anh hết ta cả nên ổn thì hôm nay cái ship sang gì à, nếu như mà không có dọn dẹp á, cứ tiếp tục không dọn dẹp như vậy á thì sẽ bị mẹ giận, mẹ la. Hôm nay cái ship sang dễ dễ bị mẹ la, dễ bị mẹ la. Rồi arasso, vâng, tao biết rồi, oppa oppa. Rồi rồi bây giờ mình xem cái câu ví dụ dây muôn, câu ví dụ nha. Câu thứ nhất mình mời bạn Hà Dũng, bạn làm câu thứ nhất nha. Hà Dũng, mời bạn. Bạn có ca cao không? Mình bó lên ca cao rồi á. Đúng rồi, câu 1. Chuyên môn cả là gì ạ? Chuyên gia. Chuyên gia. Nếu mà không nghe lời chuyên gia thì dễ dàng bị thất bại. Rất là dễ bị thất bại, đúng rồi. Cho môn cái mà rất chạy mà rất thực chí ảnh được nhắm sử phê hạ ký xếp sang gì đó. Câu thứ hai mời bạn Trân Ca Ưn, Giang. 서술사 보면 오히려 문서는 이라 보이기 십상입니다. 네, 네요. 서술이다. 요거 쌤. 다 보면, 그게 다 보면 이 나.
Nếu cứ cứ mãi vội vàng, tà bô mê là một cái hành động gì đó lặp đi lặp lại ha. Nếu mà cứ vội vội vàng vàng thì ngược lại sẽ dễ bị đánh rơi đồ, cũng như là để quên đồ, để quên đồ, à, để quên đồ. Rồi, sơ tu rư tà bồ miên, ô hi yo, mùi phờ nữ, ý cho bó đi ký, xếp sang nhìn gì ta. Cứ mãi, cứ mà vội vàng như vậy thì ngược lại sẽ dễ đánh, để quên đồ, để quên đồ. Rồi, câu thứ ba, mở thứ ba, mời bạn nào đây, bạn Trâm Âu. An chung chan mi rừng kat chu chi an ho, ô tô bay rừng tham yon, ta chi ki shi chang mi chu yi hai a han ba. An hai chu yi mua ba. An chu bi ta kê yi kia. An chung chan bi, ở đây có nghĩa là thiết bị an toàn. An toàn. Bắt đầu tiếp. Rồi, bạn Trâm Mau nha, Trâm Mau. Nếu như mà không chuẩn bị thiết bị an toàn mà nếu như không chuẩn bị thiết bị an toàn mà đi sử dụng lên xe gắn máy thì dễ dàng bị trầy xước, bị xảy ra tai nạn dễ bị thương. Ừ. Chú ý. Nên cần phải chú ý. Anh chân trang bị rứ cả chú tả, ở đây có nghĩa là chuẩn bị thiết bị an toàn. Vậy là thiết bị an toàn đó là gì? Đi xe máy chắc là nó nguy hiểm phải không ạ? Dạ, nó nguy hiểm. Rồi bây giờ tiếp nha, câu thứ tư, câu thứ tư mình mời bạn Hảo. Tôi xin hè sư uống lao qua anh kết sư tôi kỳ ế sơ bà râm chả mút tì tì miên tôi rơ chi kì xếp sang y kết tà đi lên thì là cẩn thận. Biết rồi. Nếu dẫm lên, nếu không thể dẫm lên ở đây thì dễ bị gã. Cho xem hè số ủa lâu à, hãy đi lên cẩn thận mà đi lên. I guess so. Tôi biết rồi, nhớ ghi vậy sao? Ở đây, ba rứ chạy một ta ti miền. Ti ti miền ở đây có nghĩa là gì đây? Dẫm, đặt chân, hoặc là dẫm chân nhầm chỗ đi. Ba rứ, ở đây mà đặt chân nhầm á, thì sẽ dễ bị rớt. Tớ đó chỉ là rơi rớt. Rất là dễ rớt xuống. Rồi, câu cuối cùng, câu thứ năm, mình mời bạn Trong ca ưng. Trong ca ưng chị đã bị eo rồi cô Nhi. Ủa Nhi thấy có mặt mà không? Rồi mời bạn chị ơi mới vào cô ơi. Dương. Anh Phong đi. Em mới vào được. À anh Dương nhà được rồi phải không? Anh Phong. À không nghe. Anh Phong lên tiếng rồi đó. Alo, alo. Rồi, anh đọc câu cuối cùng đi. Ôi anh ấy từ rơ cả sơ, kỳ ta đi trả. Những kỳ mũ nhỏ mũ chỉ mơ sơ. Ôm mô mi, ôm cơ cắt tả. Nè. Thế bé, yếu kỳ chú khủng mát sơ. Ít ta cả nên, ở lỡ chú kỳ. Xìm sàn ý kê sơ. Nè. Nào về cô ấy à, bạn xem trong ca cao á, mình gửi qua ca cao á. Biết rồi nhưng mà bạn nào đoạn dưới anh trên hàng mấy? Câu thứ 5 á. Chê, câu cuối cùng ạ. Rồi, Uri Ane Thura Kaso Hitarija. Mình hãy đi vào bên trong. Đợi trong. Nào Giờ ghi nớ nở mút chư vò so Ôn mờ mi ơi cất cất thờ. Ôn mồm mi ơi tà đây có nghĩa là gì đây? Ôn mồm mi ơi tà. Mồm mi, mồm mi. Lạnh. Cơ thể thì lạnh phải không? Bị cống, lạnh cống. Nở mút chua sao ôn mồm mi ơi cỏ tà thè. Lạnh quá.
Hình như là mới nó lạnh nên cơ thể ta sẽ bị nó lạnh bị lạnh cóng như là muốn rung lên rét bị cóng á. Rồi kure kure gió ghi chokuman ho itta cả nên cứ mãi ở chỗ này hoài đó thì rất là dễ bị lạnh cóng. Orochita lạnh chết, lạnh chết rồi, lạnh chết lên. Rồi các bạn lưu ý cái chỗ này nè. Câu lưu ý thứ nhất, ki ship sang nghỉ tà, nó có thể thay thế là ki ship tà, rất là dễ bị gì đó.